Cô Hiền chào các con. Các con có biết rằng những người học giỏi hình thường rất thông minh không? Và hôm nay chúng ta cùng luyện trí thông minh bằng các bài toán tư duy hình học cùng cô nhé. Phần đầu tiên là phần trắc nghiệm. Chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về hình học nào. Câu số 1. Tính độ dài đoạn thẳng AI. Biết Y là trung điểm của đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng AB là 18 cm. Cô cho chúng ta 15 giây suy nghĩ và chọn đáp án nào. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Thế thì bây giờ các con biết rằng là trung điểm là chia đoạn thẳng đó thành hai phần bằng nhau đúng không? Và như vậy là nếu đoạn thẳng lớn dài 18 cm, thế thì đoạn thẳng AI thì chúng ta sẽ lấy 18 chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2. Và kết quả là phương án A 9 cm. Câu số 2 nào. Đường kính của hình tròn là 12 cm. Yêu cầu tính ban kính của hình tròn đó. Câu này cũng rất dễ đúng không các con nhỉ? Và đường kính của hình tròn là 12. Thì chúng ta muốn tính bán kính, chúng ta sẽ lấy 12 chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2 và đáp án là phương án C, 6 cm. Câu số 3 nào. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 25 cm, xếp cạnh nhau. Vậy chu vi của hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế là bao nhiêu? Trên màn hình cô có 3 phương án: 100 cm, 300 cm và 200 cm. Chúng ta hãy chọn cho cô phương án đúng nào. Cô chắc rằng là bạn nào thông minh thì có thể nhẩm được kết quả trong vòng 5 giây đúng không? Chúng ta quan sát nào. Hình chữ nhật trên màn hình của cô thì có chiều dài bao nhiêu? Chiều dài chúng ta lấy 25 cm nhân với 3 thì bằng 75 cm. Chiều rộng là bao nhiêu nhỉ? 25. Như vậy là nửa chu vi bằng 100 cm. Từ đó chu vi bằng 200 cm. Và đáp án là C. Câu số 4. Độ dài cạnh hình vuông có diện tích là 36 cm² là bao nhiêu? Câu này rất là dễ đúng không? Bởi vì là muốn tìm diện tích hình vuông, các con lấy cạnh nhân cạnh. Thì ở đây các con chỉ cần nhẩm cho cô hai số mà nó nhân với nó bằng 36. Và đó là số mấy nhỉ? Đó là số 6, bởi vì là 6 nhân 6 bằng 36 đúng không nào? Đáp án là phương án C nhé. Câu số 5. Tính chiều dài hình chữ nhật có chu vi là 7 dm, 8 cm. Và chiều rộng là 12 cm.
Đầu tiên chúng ta biết chu vi, biết chiều rộng rồi, nhưng mà đang không cùng một đơn vị đo, thì các con phải đổi giúp cô là 7 decimet 8 cm thì bằng 78 cm, đúng không? Đây là chu vi. Thế thì nửa chu vi bao nhiêu nhỉ? Nửa chu vi sẽ là 78 chia cho 2 chính bằng 39 cm. Và muốn tìm chiều dài, ta lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng, đúng không? Và 39 trừ 12 bằng bao nhiêu nhỉ? Đáp án là D, 27 cm. Phần số 2 là phần tự luận nào. Bài số 1, cô có một hình vẽ như trên màn hình. Các con hãy tính chu vi của hình vẽ ở trên màn hình cho cô. Với bài toán này, các con hãy vẽ hình vào vở và cô cho chúng ta 3 phút suy nghĩ nào. Các con ơi, ở đây cô sẽ nhắc lại chu vi của một hình là gì? Là tổng độ dài các đường đi bao quanh của hình đó. Thế với hình vẽ trên màn hình thì con nhìn cho cô chu vi này. Cô sẽ tô chu vi của hình này nhé. Đầu tiên cô xuất phát từ đây đi. Thì cô sẽ đi sang đây. Đúng không các con? Sau đó cô đi xuống này. Đấy, cô đi sang này. Cô lại đi xuống. Cô đi sang ngang. Đến đây, cô lại đi lên này, đúng không? Tiếp theo, cô đi sang ngang. Đến đây. Và cô quay về đúng cái điểm ban đầu cô xuất phát. Cô gọi đó là điểm A đi. Như vậy là muốn tìm chu vi hình này, ta sẽ tính tổng bao nhiêu đoạn thẳng nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 đoạn thẳng, đúng không nào? Tiếp theo nào, bây giờ mình phải tư duy một chút nhá. Độ dài đoạn thẳng số 1 chưa biết này. Nhưng mà chúng ta có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳng số 1 và đoạn thẳng này? Các con nhìn thấy chưa? À, đó là độ dài hai đoạn thẳng này bằng nhau vì đây là hình chữ nhật. Như vậy, nếu mà cô đưa đoạn thẳng số 1 về đoạn thẳng ở dưới thì tổng các đoạn 3 này, cộng 4 này, cộng 5 này, cộng 6 này, cộng 7 và cộng thêm đoạn 1 phẩy này nữa. Bởi vì đoạn 1 phẩy bằng đoạn 1 đúng không? Chính là chu vi của hình chữ nhật đúng không? Vậy thì chúng ta muốn tính chu vi của hình vẽ bên này, ta sẽ lấy chu vi của hình chữ nhật lớn ở dưới, đúng không? Cộng thêm hai đoạn, đó là đoạn số 8 và đoạn số mấy đây? Đoạn số 2 đúng không? Và chúng ta sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? Hình chữ nhật ở dưới thì chiều rộng là 7, chiều dài là 18 đúng không? Như vậy là ta sẽ lấy 7 cộng với 18 này nhân với 2 thì được hình chữ nhật ở dưới này. Và cộng thêm mấy đoạn thẳng ở trên đây? Hai đoạn thẳng, đó là 3 cộng 3 cộng thêm 6 nữa. Như vậy cô và các bạn cùng trình bày bài toán này nhé. Đặt tên các điểm trên hình cho cô nào. A, B này, C này, D này, E này, F này, G này, H này, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta trả lời cho cô chu vi hình vẽ là AB này cộng BC này cộng CD này cộng với DE. EF cộng với FG và cộng với GH cộng với HA. Đủ 8 đoạn chưa nào? Sau đó mình sẽ thay đoạn AB bằng đoạn nào nhỉ? CH. Đúng không? CH này cộng với gì đây? CD này cộng DE này, F, FG cộng GH. Cộng với hai đoạn lẻ đó là AH
và BC. Và như vậy chính bằng chu vi của hình chữ nhật GDEF. Đúng không? Ta sẽ lấy 7 cộng với 18 nhân với 2 rồi cộng thêm 2 đoạn AHBC đều bằng mấy đây? Bằng 3. Như vậy là cô lấy 3 nhân 2 đi. Đến đây thì các con hãy tính nốt cho cô rồi comment đáp án xem chu vi hình vẽ bằng bao nhiêu nhé. Đây là một bài toán tư duy sáng tạo của nước ngoài đấy. Bạn nào thông minh thì cô nghĩ là làm bài này rất là dễ dàng đấy. Chúng ta sang bài số 2 nào. Một hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông. Biết rằng tổng chu vi hai hình chữ nhật đó là 360 cm. Quan sát hình vẽ của cô và vẽ hình vào vở. Rồi mình cùng suy nghĩ nào. Nào bây giờ cô và các bạn cùng đi mô tả chu vi của hai hình chữ nhật xem sao nhé. Đầu tiên hình chữ nhật số 1 thì chúng ta sẽ đi từ đây đúng không? Nào, chu vi thì sẽ đi hết đây này. Sau đó đi xuống đây này, đúng không? Đi sang bên và đi lên. Cô tô bằng tay ấy, nhìn hơi cong cong một tí. Được chưa nào? Tiếp theo hình 2. Hình 2 thì cô sẽ chọn màu khác đi. Cô chọn màu đỏ đi. Từ đây sang đây, xuống dưới, sang ngang và lại lên đây để khép kín, đúng không các bạn? Tức là ta đi thêm một đường màu đỏ nữa. Cô đi bên ngoài này. Được chưa? Như vậy là các con thấy rằng là tổng chu vi của hai hình chữ nhật chính bằng chu vi hình vuông cộng thêm mấy lần cạnh hình vuông đây? Có nhìn rõ mấy lần cạnh hình vuông không? Hai lần cạnh hình vuông đúng không? Đấy, như vậy chúng ta lập luận bài toán này cho cô. Ta thấy tổng chu vi hai hình chữ nhật thì bằng chu vi hình vuông cộng với mấy lần cạnh hình vuông nữa đây? Hai lần. Chu vi hình vuông thì ta biết rằng là bằng cạnh nhân 4. Thế cộng thêm cạnh nhân 2 nữa, như vậy bằng cạnh nhân mấy? 4 lần cộng với 2 lần thì bằng cạnh nhân với 6. Và như vậy là ở đây chúng ta thu được là 360 cm, chính là cạnh hình vuông nhân với 6. Từ đó các bạn tính được cạnh hình vuông không? Cạnh hình vuông là 360 chia cho 6 giúp cô nào, bằng 60 cm. Và đến đây thì tự tính giúp cô chu vi hình vuông rồi comment đáp án dưới video này nhé. Bài số 3, tính diện tích hình quy. Hình quy của cô là một hình hơi phức tạp một chút như trên màn hình. Chúng ta thử suy nghĩ cách tính diện tích hình quy nhé. Cô gợi ý này, nếu mà hình quy chưa phải là hình quen thuộc mà chúng ta đã được học công thức tính diện tích, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật, thì chúng ta hãy tìm cách quy hình quy về các hình quen thuộc mà chúng ta đã biết công thức tính diện tích nhé. Và bây giờ cô cho chúng ta 4 phút để vẽ hình vào vở và tìm cách tính diện tích nào.